Sáng ngày 23 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết đang khám nghiệm hiện trường, cấp cứu nạn nhân trong vụ xe khách lọt xuống vực ở km 44 900, quốc lộ 28B, đoạn nối Bình Thuận với Lâm Đồng. Trước đó khoảng 5 giờ 15 phút sáng cùng ngày, xe khách mang biển số tỉnh Tiền Giang chở 27 người chạy trên quốc lộ 28B từ Lâm Đồng xuống Bình Thuận. Khi đến đoạn km 44 900 qua xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, Bình Thuận thì tông gãy ta luy ven đường, lọt xuống vực sâu. Nhiều người dân sống khu vực gần đó đã đến ứng cứu. Thông tin ban đầu có ít nhất 3 người bị thương, trong đó có trẻ em. Các hành khách còn lại đang trong tình trạng hoảng loạn. Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đang tiếp cận hiện trường.